Em lại không hiểu cái ý của chị nữa rồi. Chị nói ý nhá, cái này nó có hai ý nhá. Một á là cái món, nó gọi là cái món này là cái món gì nhỉ? Bánh ướt lòng heo. Đó, quay ra. Oh, lâu rồi con bịp bịp má ơi. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta cùng chào đón người đẹp Phi Thanh Vân lậu thưa quý vị. Ho. Ho. Ủa, đi đâu đây? Chị không biết nữa. Chị Lộ đang giới thiệu chị mà, đáng lẽ là chị phải kêu số chứ sao chị ở đây? Ha, tại sao chị ở đây ta? Ôi trời ơi. Ủa là sao? Nhưng mà chắc là tại vì đúng rồi, chị đói bụng quá à. Không được, không ra là chị Lộ chửi chị đó nha. Ủa không ra là chị Lộ chửi chị hả? Nhưng mà có thật mới giật được đạo, chị đói bụng quá chị không hát nổi. Em có đồ ăn nè. Ủa vậy hả, tự nhiên qua đây có đồ ăn luôn. Trời ơi, trùng hợp quá à. Em chuẩn bị không có sắp xếp gì hết chưa? Đúng rồi, em đang chuẩn bị quay kênh tùm lum tà la food của em. Đúng lúc quá, chị đang rất là đói bụng. Em có chuẩn bị chén không? Em quên luôn, thôi để em đi lấy. Khỏi khỏi, chị đã chuẩn bị rồi. Rồi, chén của mình đây. Trùng hợp một... quá à chị. Ngẫu nhiên ghê. Trời ơi. Em một cái, chị một cái. Ủa chị làm gì vậy? Chị để nó không có tiếng động. Để chi vậy chị? Để nó vô cái tiếng nó không có rõ. Chị nói chuyện em không có nghe. Em hiểu rồi. Còn bây giờ thì ăn thôi. Gì ra tô gì ra cờ ra mà con mấy con mấy. Được biết đến trong chương trình Người Bí Ẩn với cái tên Phi Thanh Vân Lậu, diễn viên trẻ mậu đạt đã khẳng định được sức hút của mình qua nhiều vai diễn trong các chương trình Loto Show của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời. Anh luôn biết cách tạo sức hút với người xem bằng sự duyên dáng, khả năng ứng biến và lòng nhiệt huyết của mình. Hãy cùng tùm lum tà la food và diễn viên Mậu Đạt thưởng thức món ăn trong số vlog này nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Tùm Lum Tà La Food của mình. Thì hiện tại trên bàn của mình thì có những món ăn như sau nè. Lòng heo nè. Rồi rau. Cái này là canh nè, phải không? Không, cái này giống cháo hơn á. Lỏng. Cháo. Còn cái này là bánh ướt. Hiểu không? Bánh ướt. Rồi, không phải khùng. Khùng bà, nhìn vậy chứ không phải nước. Bánh hỏi. Còn này là gì? Dưa leo. Hiểu không? Còn trời ơi, trái giò. Trời ơi, dễ thương. Heo quay nè, chứ còn cái gì nữa. Nè, yeah, cái này là rau sống nè, biết chưa. Đó mọi người, vậy đó. Ủa gì vậy? Hả? Chị lanh quá hả? Mấy này chị giới thiệu hết trơn rồi. Đáng lẽ là em phải giới thiệu. Chị lanh quá. Vậy thôi chị làm mẫu đạt food đi. Chị đi giới thiệu với nó đi. Lỗi. Hỏi ho giới thiệu đi. Đó, chị biết hết rồi, giới thiệu chị nữa. Thế cái này là cái gì thế? Mà được. Bánh ướt à. Lạ ghê. Ô, cái này là cái gì thế? Cháo. Cháo à. Ô, cái này là cái gì thế? Chả tôm. Ô, con kia là con gì thế? Con chó. Bà nói cái nữa nó cắn bà bây giờ đó. Mày ăn đi. Mày ăn đi. Giờ mình ăn món gì trước ta? Chị muốn ăn cái gì nè? Chị muốn ăn bánh ướt trước. Rồi, vậy chị gắp bánh ướt đi. Vậy chị gắp một miếng. Chị gắp cho em một miếng. Wow, đúng là chị thương em nhất. Rồi. Chị mời em. Em mời chị. Chị mời em. Em mời chị. Chị mời em.
Em mời chị. Chị ăn. Mình chấm vô nước tương đúng không ta? À quên, nước mắm đúng không? Đúng rồi. Ăn như vậy là nó dơ. Đúng rồi. Không hợp vệ sinh. À, chị sẽ lấy cái muỗng này đúng không? Mình dạ. Múc một miếng nước mắm nè. Vâng. Mình chan đều vào đây. Dạ. Rồi xong. Dạ. Em gấp cho chị miếng lòng heo. Miếng lòng heo hả? Đó. Ăn chung với lòng heo chắc là nó ngon lắm ha. Dạ. Thôi chị ăn nha. Ăn đi chị. Thôi, bà cảm nhận chân thật ghê luôn á. A few moments later. Chị, sao khóc vậy? Sao vậy? Nói em nghe coi. Sao vậy? Chị ăn vô mà chị thấy nhớ quá. Chị nhớ gì? Cái mày không nói. Chị, sao vậy chị? Chị bị gì vậy? Chị nói coi. Chị ăn một miếng vô mà chị thấy nhớ quá. Chị nhớ gì? À, chị nhớ quê hương phải không? Ăn cái món này là nhớ quê hương là đúng rồi. Đúng rồi. Chị nhớ cái hồi chị còn ở bên Pháp. Chị đứng giữa một cái trời mà nó tuyết lạnh, gió rét như vậy nè. Chị đi dọc theo một cái con phố. Cái chị cảm thấy lạnh lẽo quá. Cái chị mới ghé vô trong một cái quán. Chị order một cái ly mà macchiato, chị uống cho nó đỡ lạnh. Cái chị uống vô, cái chị uống từng ngụm. Chị nuốt vô từng ngụm nha. Cái chị uống vô cho chị đỡ lạnh. Cái chị hết lạnh. Chị hết lạnh luôn. Rồi bánh ướt đâu? Ăn món bên Pháp của chị đi. Chị cảm nhận nha. Cảm nhận cho đúng nha lần này đó. Ăn miếng lòng vô nữa. Sao? Hoài vậy. Mình hay ăn nè. Hộp bánh ướt 15 ngàn nhớ không? Có chả nè, có bánh tôm nè, có hành phi nè, có rau rồi có nước mắm. Nhưng mà ở đây á là lại là lòng heo. Em chỉ nghe lòng gà thôi, đây là lần đầu tiên em ăn lòng heo luôn á. Chị cũng chưa nghe lòng gà luôn á. Chị chưa nghe luôn hả? Chưa bao giờ ăn luôn, chị ăn bánh nước với lại chả thôi. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên chị mới ăn cái này đó. Mấy cái món này á, ăn vô á thì nó cũng giống nhau. Nó giống nhau hết, chỗ này chỗ kia hết trơn á. Nhưng mà nó khác nhau đó gì không? Khác nhau với cái nước chấm á. Chỗ này pha khác, kiểu kia pha khác. Hình như là mỗi chỗ nó có công thức khác nhau á. Dạ. Có nơi pha nó ngọt. Có nơi nó mặn. Nhưng mà ở đây em thấy nó đặc biệt ở chỗ là nó có thêm này là cái gì? Bánh mì. Tép mỡ. Bánh mì. Mì bánh mì người ta chiên giòn, người ta giả làm tép mỡ. Đúng không? Giờ chị mới biết nữa, chị nhìn tưởng tép mỡ không á. Mà ngon ha. Ừ. Với lại á, này bây giờ em đố chị nha. Trong trong đây nó có những cái gì của con heo? Trong đây hả? Ừ. Có lòng heo nè. Đúng không? Đúng. Có gan nè. Yes. Rồi có này nè, có cái ruột non. Phèo. Phèo, phèo. Phèo, người ta gọi là phèo. Người ta gọi là phèo. Rồi chị đố em này là gì? Dạ cái này là cà rốt bào. Đúng rồi chị ăn. Ngon. Ê chị. Sao? Có cái này lạ lắm nè, chị thấy cái gì không? Cái này mới là tép mỡ nè. Khùng quá, cái này gọi là lỗ tai heo. Tép mỡ, cái lỗ tai chỗ nào? Nè, chị thấy cái sụn nè, em thấy phần trắng trắng không? Cái sụn nè. Thật? Giả coi cái sụn nè mấy người. Đúng không mọi người? Đó. Sao giống bán hàng online quá, để vậy vậy? Bây giờ, không tin thì em ăn thử đi nè. Em đã nói là cái này là tép mỡ, không tin gì ăn thử đi nè. Phải không? Ừ. Để chị ăn thử coi nha. Ừ. Cho chị chấm với nước mắm coi. Em nói là tép mỡ. Lỗ tai heo chỗ nào? Lỗ tai heo. Tép mỡ. Chị cãi em quá. Vậy chị đố em cái phần này là cái phần nào của con heo? Ba chỉ heo. Không, ba chỉ heo làm sao nó dai dòng thật, em ăn thử đi. Lỗ tai heo mọi người. Biết chưa? Cái con này lỗ tai heo đó mọi người. Con này thiệt á, sự á. Chị thấy
Món này mình ăn chung nha, thấy nó sao? Nó có lòng nè, nó có bánh ướt. Ừ. Rồi nó có thêm cái giòn giòn của bánh mì nữa. Ừ. Ăn thêm rau nữa chị, trời. Ừ. Nấu nước phải bỏ rau vô. Rau nè, có đói có gì ăn cả. Con này. Con gái con đứa gì mà kỳ vậy. Ừ, nói chung mà ăn chung nó rất là ngon. Ừ. Chị xin cho gửi một cái lời cảm ơn đối với những người mà đã nghĩ ra cái món này. Dạ. À, chị xin gửi một cái lời cảm ơn sâu sắc nữa tới những người mà làm ra cái trồng ra cái rau này. Họ đã phải cố công mà nói chung là rất là nhiều khoảng thời gian họ vun trồng trên những cái mảnh đất mà khó khăn lắm em biết không? Dạ. Chị xin cảm ơn tiếp là người đã làm ra cái mẹt này để cho chúng ta đựng cái món đồ ăn này nó xinh xắn để cho quý diễn giả có thể coi. Dạ. Chị cảm ơn cái người làm ra cái giấy này, cái miếng giấy lót. Trời ơi. Đổ tùm lum tà la cái con này. Chị... ăn đi. Chị làm mà tự nhiên chửi em. Ừ. Khi mà mình ăn này á, bánh ướt mà mình ăn chung với lại lòng heo xong rồi nói chung á là nó hợp kinh khủng luôn em. Lúc đầu á em cứ nghĩ á là lòng heo á thì mình chỉ nên ăn với lại cháo. Ừ. Nhưng mà bây giờ thì có thêm một món mới là bánh ướt lòng heo. Ừ. Tại vì em lúc đó em mới biết được bánh ướt lòng gà. Ừ. Hôm nay em biết thêm một món nữa. Đúng là đồ ăn của Việt Nam mình á có thể biến tấu được nhiều món khác nhau. Hay quá ha. Ừ. Nói chung nữa. Mà nó trang trí còn đẹp nữa. Ăn vô nhìn miếng giống gì không? Không. Kiểu mà ăn bún đậu mính tôm á. À. Bỏ trong cái mẹt này nè. Dạ. Ừ. Ăn nói chung là gần gũi á, dễ thương. Bánh nước á là mình ăn được nhiều món lắm, không phải là bánh nước ăn với nước mắm không. Em ăn cái bánh nước mà chấm với nước tương á, với tàu hũ không á, mình ăn cũng được nữa. Ừ. Chị ăn món đó chưa? Hoặc là ăn bánh nước không cũng được nữa. Ngon. Ừ. Món đó chị cho nhiêu điểm? Trời, món này ngon á. Ừ. 4 điểm. Gì kỳ vậy? Ừ. Khen ngon nãy giờ cho có 4 điểm vậy? Ừ, thang điểm của chị thang điểm 5. Hiểu không? 5 điểm chị là cao nhất. À, okay, 4 okay, điểm. Okay. Hiểu không? Hiểu, tương đương 9 điểm. À, em hiểu mình rồi. Phải có cái intelligence trong đầu, hiểu không? Wow. Intelligent. Rồi bây giờ nha. Intelligent tiếng Anh. Tiếng Việt gọi là ngoại ngữ. Oh, ok. Rồi. Bớt ăn lại bớt. Bây giờ qua tới món này rồi. Ăn hết món này, ăn món này chứ. Phải ăn hết. Ăn hết. Mình okay. Phải ăn hết món này, muốn qua món này. Rồi ok. Rồi bây giờ mình tới món bánh hỏi. Thịt heo quay và chả giò tôm. Ôi ơi, thích lắm nha. Sao thích vậy? Trời đất ơi, thích cái món này lắm nha. Bánh hỏi. Ừ. Ăn chung với heo quay. Dạ. Mà hôm nay còn có thêm cái gì nè? Chả giò tôm. Chả giò tôm hả? Ừ. Trời ơi, chả giò tôm à... Ở miền Trung gọi là ram tôm. Ủa vậy đó hả? Ừ. Ram tôm. Em biết sao người ta gọi vậy không? Dạ không. Tại người ta thích gọi vậy đó chứ chị cũng không biết. Tại vì người miền Nam. Nhưng mà cái món này nó rất là ngon, ăn kèm chung nó rất là ngon nha. Em có biết gì sao mà cái bánh này gọi là bánh hỏi không? Ừ, theo em thì ở dưới quê á. Ừ. Trong, theo em nghĩ thôi nha. Trong mấy cái dịp như đám hỏi nè, à, đám hỏi đồ đó thì là em mới kể có một cái thôi đó. Chứ không có những nào ở đây hết á. Đám cưới đám hỏi. Một dịp thôi, không có những. Đám cưới và đám hỏi. Ừ. Thì hồi lúc mà ở dưới quê á là người ta tự nấu không à, chứ người ta đâu có thuê dịch vụ về nấu đâu. Ừ. Cho nên á là em thấy có cái loại bánh này nè, người ta gọi là bánh hỏi vậy đó. Trong mấy cái dịp đó đó thì bây giờ người ta gọi là bánh hỏi, thì theo em nghĩ là cái này là gọi là bánh hỏi, thì em cũng biết là đúng hay không, nhưng mà người ta gọi là bánh hỏi thì em biết nó là bánh hỏi thôi. Ừ vậy đi. Ừ. Thôi mình ăn đi. Mình bỏ vào một bên. Khoan ăn. Ừ. Đối chị thì cái món này mình ăn chung với nước chấm gì? Tất nhiên là nước mắm quê mùa. Nước tương lỗi thời. Thế thôi. À. Chào. Chị chấm chào. À, đúng rồi không? Không đúng tao đi về á. À, không đúng tao đi về. Yeah. Tao bị điên rồi. Vô đây. Thôi rồi. Chị làm chị muốn nói gì cũng được hết á. Đúng hay không? Đúng rồi. Đúng tao bê lại nha. Ừ. Nè, cái nước sốt đó đó. Ừ. Là nó gần giống rồi đó. Nó gần giống thôi. Được rồi. À, giống rồi. Đó chính là khúc quan trọng của người ta làm lại. Đó. 2, 3. Đó chính là cái món này á, nó có một cái điều rất là đặc biệt. Cái nước sốt đó đó. Ừ. Là nó gần giống rồi đó. Tất nhiên là nước mắm
chấm chao. Đúng rồi không? Quê mùa, chị làm chị muốn nói gì cũng được hết á. Đúng rồi không? Đúng, đúng, đúng. Đó chính là nước sốt trứng muối. Chào tao đâu? Chào tao đâu? Ăn chào qua kia ăn. Tiếp tục ăn. Rồi ăn đi. Cảm thấy buồn bã quá. Ăn thử tao coi. Đây nè, bây giờ bỏ bánh hỏi vô. Ừ. Rồi một miếng thịt heo quay. Một miếng cái này cái gì? Em làm cái gì vậy? Em ăn mà em dằn mặt ai vậy? Tên chị đi đường quyền em không? Rồi không, xin lỗi chị. Xin lỗi chị. Rồi, một miếng bánh hỏi, miếng heo quay. Cái này là dưa leo. Ừ. Một miếng rau, cái này là rau quế. Rau thơm. Rau quế. Rau quế, ừ, rau nào mà không thơm. Rau quế. Cái cá nè, đó, rồi đủ rau rồi. Ừ, còn cái lá túi địch là bỏ vô luôn đi. Cái gì lá túi địch nghe thấy ghê vậy? Cái gì nữa, lá này gọi là lá túi địch nè. Không phải. Trời ơi, ngoài Bắc gọi lá mơ đó. Lá túi địch á. Cái này lá tía tô mà lá mơ cái gì? Ồ vậy hả? Chị khó chịu quá à. Nhưng mà tại sao trời, cái món của người ta nè. Trời ơi, sao chứ muốn nó ngon. Em nói cái này là gì? Trứng muối. Sốt trứng muối hả? Ừ, sao vậy? Món người ta sang trọng lắm nha, nói sao nghe cho đặng á. Ăn chung với cái này. Đúng rồi. Nổi. Heo quay. Nổi, heo quay. Chả tôm. Ừ. Rau. Rau, ừ. Ăn thử chị coi. Ủa là sao, là chị chưa bao giờ ăn đúng không? Chưa bao giờ ăn với cái sốt đó. Em cũng chưa bao giờ ăn, bây giờ em sẽ ăn thử. Để xem coi cái mùi vị nó như thế nào. Được chưa? Ừ. Thôi rau vô. Sao vậy em? Ăn đi, béo lắm. Béo lắm hả? Béo. Để chị ăn thử coi có béo không nha. Ngon lắm, nó thiệt, ngon lắm luôn á. Trời ơi. Đây em gấp cho. Trời ơi, thấy ghê quá chị ơi. Quay đó bạn bè rồi fan chị coi nó mình chị cái tướng gì thấy ghê quá. Nè. Được không? Cho miếng vô. Ừ. Trời, em thề với chị luôn á, chị ăn cái này mà chị không ghiền nữa thì thôi. Em ơi, cái này là cho người ăn hay em? Em nghĩ là cho người ăn đó chị. Đó. Ồ. Rồi. À, cho chị miếng chả tôm nữa đi. Cảm ơn em. Rồi, chị ăn thử đi. Em nói thiệt là ngon lắm. Để cắn một miếng coi nè. Ngon thiệt đó. Ngon thiệt nha mọi người. Làm sao mà em có thể cắn hết cùng một lúc hay dữ vậy? Sao em thấy chị ăn với em mà chị cực khổ quá. Ôi. À, em mới vừa nói chị cực khổ nước miếng đó trời. Rồi. Cảm nhận đi nào cô bé. Ừ, em ơi. Ngon, mà tao nói nó ngon, mà nó ngon ngon á. Ngon quá em ơi. Ai da. Ngon gì? Tê người luôn á. Sao mà sao? Chị thấy nó hiếu hiếu cái gì vậy á? Hiếu gì sao? Em thấy được rồi. Gì? Nói gì đó ok đó. Ừ. Thiếu thiếu gì ta? Thiếu cái gì cay. Cay hả? Ừ. Ờ, đúng rồi. Thiếu ớt. Đúng rồi, thiếu cái gì cay. Cho nên thành thử hôm nay chị tới đây. Ừ. Chị tặng em một cái cây ớt. Bây giờ mình sẽ hái ớt trên cái cây này. Đây là một trái ớt. Mình dầm chung với cái món nó ăn nó cay cay. Dạ. Phải có cái vị cay. Em biết cái câu á, ớt nào mà ớt chẳng cay. Ừ. Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Chị có chồng chưa? Chưa. Chưa có chồng hả? Ừ. Chị có ghen không? Không. Có chồng đâu, có chồng đâu mà ghen. Dạ. Ừ. Chị có bồ chưa? Chưa. Chưa có bồ luôn mọi người ơi. Ừ. Chị của mình chưa có bồ và chưa có chồng nha mọi người. Nếu như mọi người muốn thích và yêu mến chị của mình á thì hãy theo dõi kênh Tùm Lum Tà La Phước của mình nha. Nguyễn. Gã. Ý ghê quá chị ơi. Ôi, tính ra tôi tính gã bà luôn á mà bà thấy gớm quá à. Ngon quá ha. Ngon nhất là cái sốt này nè. Nó ăn nó rất là lạ. Sốt trứng muối. Ừ. Từ xưa đến giờ á, chỉ ăn là chấm nước mắm thôi. Mà bây giờ á, trời gãi nữa. Mà chị thấy cái chả tôm á của mình á mà chiên nó giòn. Ừ.
mà nó không có bị nhiều dầu, nó có bị hấp. Mà quan trọng là nó không có nghe mùi tôm, là người ta chiên nó rất là kỹ, hiểu không? Tại vì thường thường á, ví dụ như chả tôm thì ăn nó nghe mùi tôm. Có nhiều người thích tôm thì ăn tôm, không thích tôm thì không ăn tôm. Ý là gì? Thì mình xin thông dịch lại cái lời nói của chị mình á, thì chị mình muốn nói gì nói vậy à? Vậy mình nói tao khùng á hả? Không, mình không dám nói chị khùng. Nè, cái chả giò tôm này á, khi mà người ta làm á, em ăn á, em thấy nó giòn nè. Con tôm á, thì thịt nó chắc, nó không có bị bở, với lại thịt thịt tôm nó rất là ngọt, giữ lại cái độ ngọt của tôm. Với lại cái chả mà người ta cuốn á, nó thiệt nha, phải người khéo tay người ta cuốn mới được. Như em cuốn không được, em không biết cuốn. Chị hiểu em nói không? Hiểu, chị hiểu. Chứ người ta chiên á mà nó không có bị hấp dầu, ăn vô nó không có bị ngán. Thêm cái này đặc biệt là nước sốt trứng muối. Nhưng mà cái màu này á, em nghĩ là chắc nó có pha thêm cái gì á chị. Tại vì thường thường trứng muối là cái màu nó đậm hơn, mà cái này nó hơi ngà ngà. Biết pha thêm cái gì không? Pha thêm gì chị? Chao. Sao chị chao rồi vậy? Chị muốn ăn chay lắm hay gì? Thì nói chung là món này nó rất là ngon đó. Thì theo em thì em cho món này mấy điểm? 9 điểm. Không, 9 điểm rưỡi. Tại vì em cảm thấy là quá đặc biệt so với cái nước sốt. Nhưng mà em vẫn muốn ăn một cách truyền thống nhất là với nước mắm. Ừ, với cái món này chị cũng thấy rất là ngon, không có kém gì cái món hồi nãy. Dạ. Thì chị cho món này 2 điểm. Cái gì? Hồi nãy giờ khen ngon mà sao có 2 điểm gì trời? Em lại không thông minh nữa rồi. Bây giờ cái thang điểm của chị lại là thang điểm 2. Cho nên là nó sẽ là điểm 10 trong thang điểm 10. Cái cháo này gọi cháo gì? Em nghĩ là chị nên ăn đi rồi chị ăn hỏi em là cháo gì. Tại vì em nghĩ là với cái trình kiến thức ẩm thực của chị thì chị có thể xác định được món tên của món ăn này. Được rồi, để chị. Đúng rồi. Nó ngon dữ vậy em. Chị biết rồi. Sao? Hình như là nó được nấu bằng cái nước luộc con tôm hay là con cua, con ghẹ gì đó. Mà ăn vô nó rất là, nói chung là cái mùi nó hải sản quá. Không có em. À chứ sao? Cái mùi nó rất là biển. Em hiểu không? Cái mùi nó rất là, nó rất là đại dương á. Chị thấy được cái điều đó. Không, thế em ăn thử, em ăn đi. Đúng chưa? Đúng rồi. Đó. Cái muốn đi biển quá. Hay ha. Nên như mình ăn cháo cái muốn đi biển. Vậy mình đi biển. À, đang quay kênh của em. Nhưng mà nó, chị nghe cái mùi đó đúng không? Đúng, nghe mùi. Chị thấy cái hột gạo của nó nở ra nè. Nó đều luôn. Ừ, không phải là do ấy đâu, tại vì mình để nãy giờ nó nở ra. Quay kinh mà. Trời ơi, nó nấu hay dễ sợ, nó nở ngạt gạo đều tan ăn ngon. Bên đây có hành nữa nè chị. Trời, có mỡ nè, có hình như em nghĩ chắc mỡ gà quá, phải không? Nè, trời cái màu đẹp ghê ha. Mỡ heo gì đấy gì đó, ngon. Có ai nấu cháo nó mỡ heo má. Sao gì cái ủa xong dạ. Được. Trời, mỡ nào cũng là mỡ mà. Kiến thức ẩm thực gì kỳ vậy? Mày nấu được mỡ gà không? Được. Thì mỡ heo cũng vậy thôi. Nhưng có ai nấu mỡ heo đâu. Đó giờ người ta ăn là có cháo mà cháo thì chứ là có mỡ gà nè. Còn không là nấu cháo vịt nè. Có ai nấu cháo heo không mọi người ạ? À? Không ai trả lời mày thấy chưa? Nhưng mà không ai đồng tình với mày hết trơn á. Sẽ có người đồng tình với em, nếu mọi người đồng tình thì hãy để lại comment nha. Đó. Thôi như mày đúng. Ừ. Rồi thêm à. Chị quên. Gì đây? Chị múc cái này cho nó sạch sẽ, hợp vệ sinh. Rồi, thì nói chung á là riêng cái món này thôi nha. Cho mấy điểm nào? Riêng cái món này chị nói thiệt, chị không chấm điểm. Sao vậy? Em lại không hiểu cái ý của chị nữa rồi. Chị nói ý nhá, cái này nó có hai ý nhá. Một á là cái món, nó gọi là cái món này là cái món gì nhỉ? Bánh ướt lòng heo. Đúng chính xác, cái món bánh ướt lòng heo. Và cái món thứ hai là cái món bánh hỏi heo quay. Chà tôm. Chà tôm. Trời ơi sao chị gắn dữ vậy chị? Cái phong cách của chị khi mà chị ẩm thực cái món ăn thì nó như thế. Dạ 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 dạ. Và cái món thứ ba là cái món cháo nấu với lại cái nước hải sản. À. Thì chị thấy là làm cho chị thấy nhớ nữa ha. Nhớ gì nữa chị? Về một cái thời xa xưa khi mà chị ở bên nước ngoài, chị thấy
nó như là đang ở ngoại quốc. Rồi, thì nói chung là nãy giờ mình cũng ăn hết 2 món rồi. 3 món nha. Ừ, 3 món. Thì chị thấy nó rất là vượt cái bụng của chị. Dạ. Chị nói chung là chị ưng cái bụng của chị đó. Thì cái món này á, những cái món này luôn nè, nói chung á là chắc chắn là mình đã ăn rồi. Dạ. Nhưng mà tự nhiên nó khi mà nó kết hợp lại á thì nó thành ra mình chưa ăn bao giờ. Đúng rồi. Thí dụ như là cái món bánh ướt tự nhiên ăn chúng lòng heo. Lòng heo thì mình thường ăn với cháo lòng, còn bánh ướt mình ăn mấy món khác, nhưng tự mà giờ kết hợp hai cái món lại nó thành món mới. Ok. Rồi cái món này cũng vậy. Dạ. Đó, nó có thêm cái nước chấm nó rất là lạ, nước chấm trứng muối. Dạ. Ha, nó rất là ngon. Thì nói chung là cũng cảm ơn em hôm nay đã nói chung mời chị đến đây. Chị thấy rất là thích đó, rất là hài lòng. Đó, chị em đã nấu cho chị ăn. À, em đâu có nấu được phải không? Dạ, không có nấu. Em order vậy mà, phải không? Dạ. Thì em cũng hôm nay em rất cũng rất là cảm thấy là mình rất là vui khi mà được phục vụ ẩm thực cho chị của mình, để mà chị ăn mà chị có năng lượng thật là tràn đầy, để mà chị ra chị hát đi dành tặng cho khán giả những bài hát lô tô thật là hay và thú vị. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video clip của mình. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì hãy nhấn subscribe và nút chuông kế bên, ủng hộ tinh thần cho mình ra thật là nhiều tiếp thú vị nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.